Anh chị em có cảm nhận đến sự hiện diện của Chúa trong ngày buổi tối hôm nay không ạ? Amen. Những người nào hôm nay đến đây, trước khi đến đây là đã mong chờ sự giải cứu của Chúa trên mình, có thể giơ tay cho tôi biết không ạ? Anyone come before coming here, you expect for deliverance for yourself? Dạ, xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một sự việc về liên quan đến sự giải cứu. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự giải cứu này đôi khi nó không phải là cái sự hiện diện của tà linh mà nó trói buộc chúng ta. Nhưng mà cái điều mà tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay là sự giải cứu ở phần tâm hồn cho mình. Cái sự giải cứu về phần tâm hồn. Rồi chúng ta có mấy phần anh chị em nhỉ? Con người chúng ta có mấy phần? Có 3 phần. Chúng ta là linh nhỉ? Hồn và thân thể. Mọi người được nghe rất là nhiều. Chúng ta là một linh, chúng ta có một tâm hồn và chúng ta sống trong một thân thể. Nhưng mà cả 3 phần này ấy, nó đều kết nối với nhau rất là chặt chẽ. Và đôi khi nó trong tiếng Anh cái dùng từ là intertwined, these three parts intertwined, tức là cả 3 phần này nó đều đan xen lại với nhau. Những cái gì nó tác động trên phần thân thể, nó sẽ tác động trên phần hồn và tác động trên phần linh. Những gì mà tác động trên phần linh nó sẽ tác động trên phần hồn và phần thân thể, và ngược lại, cả 3 phần này đều tác động qua lại với nhau. Ví dụ như anh chị em như thế nhé. Không có một cái nào là nó liên quan với nhau mà nó không có tách biệt nhau hoàn toàn. Ví dụ như là khi mà chúng ta nghe về Chúa Giêsu thì là nghe là thuộc về tai không ạ, vật lý và mắt thì sẽ làm cho chúng ta phân tích. Khi chúng ta phân tích, chúng ta tin thì linh hồn chúng ta được cứu. Mọi người có thấy thì nó liên quan với nhau không ạ? Nhưng mà khi mà mắt chúng ta nhìn vào một cái cô gái đẹp nào đó chẳng hạn, một cái phim ảnh khiêu dâm vào đó, rồi chúng ta bị chiều theo cái điều đấy, bắt đầu tâm trí và não bộ chúng ta nó có tạo ra những cái điều chất kích thích và bắt đầu mình ham muốn. Và khi mà ham muốn, mình phạm tội, mình không ăn năn thì nó dẫn đến từ mất linh hồn. Chúng ta có thấy liên quan không ạ? Bắt đầu từ cái xác nó ảnh hưởng đến tâm hồn, nó ảnh hưởng đến tâm linh. Ngay thời kỳ các sứ đồ ấy là đã có một cái thuyết là xác linh hồn nó biệt lập với nhau. Cái gì mà anh làm phần xác nó không ảnh hưởng đến phần linh hồn. Và chính vì thế là chúng ta có cái sách Thư Tín Giăng nhất ấy, năm nghỉ Giăng 3, là tác giả là sứ đồ Giăng cũng nói về cái việc là cả 3 phần này đều liên quan đến nhau chứ nó không có tách biệt nhau. Có nghĩa là nếu xác anh phạm tội thì linh hồn này cũng được mất, chứ không phải là xác anh phạm tội linh hồn anh không mất đâu. Cái thể xác của chúng ta thờ phượng Chúa, nhảy múa đưa tay lên ca ngợi, miệng mình hát thì nó tác động trên phần tâm hồn của mình thấy là mình phấn chấn, mình hát cái bài thánh ca mình cảm thấy phấn chấn. Và đôi khi mình chưa hiểu tại sao nó phấn chấn hay là do tác động của âm nhạc hay là do cái của thánh linh tác động ở trên mỗi của chúng ta, mình cũng chưa hiểu hết. Nhưng có một điều chúng ta biết rằng là khi mà những cái âm nhạc đến, chúng ta hát theo hài nhịp theo, thì cái phần hồn của chúng ta nó sẽ tạo ra cái sự hưng phấn và nó làm cho tâm linh của chúng ta hòa nhịp cùng với Chúa. Chúng ta thấy có sự kết nối không ạ? Thế cho nên là một trong những cái mưu trước của ma quỷ đó là nó sẽ kiểm soát cái phần mà hôm nay tôi chia sẻ, đó là kiểm soát cái phần tâm hồn của chúng ta. Cái phần hồn của chúng ta nó gồm ý chí, lý trí, tình cảm và cảm xúc, đó là phần hồn. Chúng ta là một linh, con người thật của chúng ta là linh, chúng ta có một tâm hồn và chúng ta sống ở trong một thân thể. Và vì cả 3 phần này tương tác liên quan chặt chẽ với nhau cho nên ma quỷ nó sẽ tìm cách để khống chế cái phần tâm hồn. Và khi nó khống chế được phần tâm hồn, nó sẽ khống chế được phần xác và tác động trên phần còn lại là phần tâm linh. Thì cái sự trói buộc tâm hồn nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là mặt tích cực và thứ hai là mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực là gì? Mặt tiêu cực là ví dụ như là cha mẹ quấn quýt với con cái quấn quýt với cha mẹ về phần tâm hồn. Rồi chồng quấn quýt với vợ, vợ quấn quýt với chồng. Anh chị em thấy không? Khi mà tự nhiên chỉ cần đi đâu xa cái là nhớ.
À, bố mẹ nhớ con và con nhớ bố mẹ, và chồng nhớ vợ và vợ nhớ chồng, mà nhớ nhớ có khi là nhớ đến mức độ giá nhất đó. Nhưng mà cái cảm xúc nó chỉ dành trong cái mối quan hệ gia đình thì nó là lành mạnh, nó không có vấn đề gì hết. Nó cũng là một cái sự ràng buộc, một sự trói buộc, nhưng mà nó là sự ràng buộc trói buộc lành mạnh và được sự chúc phước từ nơi Chúa. Trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy có một cái sự ràng buộc tâm hồn lành mạnh, đó là mối quan hệ giữa David và Jonathan, và chúng ta có thể xem trong sách Samuel thứ nhất đoạn 18 câu số 1, kéo xuống cái phần dưới PowerPoint. Sau khi David trả lời Saul, tâm hồn Jonathan gắn bó với tâm hồn David. Jonathan yêu thương David như chính mình. Để trong cái từ tiếng Anh ấy, nó có một cái từ đó là từ love. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp thì nó phân ra rất là nhiều từ. Love là có là tình yêu cha mẹ, con cái cũng là từ. Nhưng mà trong tiếng Anh, trong tiếng Hy Lạp nó có một từ. Rồi tình yêu bạn bè có một từ. Rồi tình yêu liên quan đến tình dục nó có một từ khác nhau. Nó phân định ra nhiều các từ khác nhau đó. Thì cái tình yêu mà Jonathan dành cho David đây là tình yêu bạn bè, tình yêu con người bình thường. Nếu chúng ta có một người bạn thân, rất thân, thì tâm hồn của chúng ta sẽ quyến luyến. Lúc nào mình thích đi chơi, đi đâu mình cũng sẽ rủ người đấy đầu tiên, phải không ạ? Quý vị có cái vấn đề mình cần tâm sự, mình sẽ tâm sự với người đấy đầu tiên. Tức là lúc nào mình cũng nghĩ tới cái người đấy là cái người bạn thân của mình, là cái người mà tâm hồn mình có thể gắn bó với người đấy. Thì khi mà tâm hồn nó gắn bó thì đồng thời nó sẽ gắn bó liên quan đến cả về thời gian và thể chất nữa. Tức là mình sẽ thích tiếp cận với người đấy nhiều hơn này, đi chơi cùng với người đấy, sẽ nói chuyện với người đấy, đi đâu cũng thích ngồi cạnh người đấy hơn là những người khác. Mà mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, nó không có gì đi xa cái giới hạn Chúa cho phép cả. Thì cái đấy là mối ràng buộc tâm hồn tin kính đó. Nhưng mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh ngày nay ấy, để cho chúng ta cùng suy xét, đó là sự ràng buộc không tin kính về phần tâm hồn. Và cái sự ràng buộc này là cái mà kẻ thù chúng ta nó tấn công chúng ta nhiều nhất. Và chúng ta cần phải suy nghĩ lại khi mà tôi chia sẻ điều này, là chúng ta phải vừa lắng nghe vừa thầm nguyện, vì mình sẽ moi móc từ lúc còn bé cho đến bây giờ để xem có một cái sự ràng buộc bất kính nào nó đang trói buộc, cản trở sự vận hành của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, hay cản trở sự chữa lành cho chúng ta hay không. Bởi vì nếu như còn bất cứ một cái sự ràng buộc về phần tâm hồn ấy, mà ràng buộc bất kính ấy, thì nó sẽ cản trở rất là nhiều cái sự vận hành của Đức Thánh Linh. À, có nhiều khi cầu nguyện chữa lành mà không được lành, có nhiều khi cầu nguyện đuổi quỷ mà quỷ nó không ra. Đó. Rồi có nhiều khi cầu nguyện xin được kinh nghiệm các ân tứ Thánh Linh mà cầu nguyện mãi chẳng được ân tứ Thánh Linh nào cả. Và đôi khi thì mình lại suy nghĩ rằng là hay là do Chúa thiên vị người khác mà không yêu quý mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng sẽ có những cái mà nó ràng buộc, nó cản trở mỗi một chúng ta. Thì trong khi tôi chia sẻ, anh chị em thầm nguyện để lắng nghe xem mình có rơi vào một trong những điều nào mà điều tôi sẽ chia sẻ không, để chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta gỡ cái rối đấy, và gỡ những cái dây mà nó vô hình, nó đang trói buộc chúng ta từ bé cho đến bây giờ. Thứ nhất, đó là một người bị trói buộc tâm hồn không tin kính khi một người đó, khi bản thân mình có một cái ham muốn tình dục bất chính đối với một người nào đó mà không phải là vợ hoặc chồng, hoặc là ham muốn tình dục với người chồng đã qua đời, hoặc ham muốn tình dục với người chồng, người vợ trước đó của mình. Ngay cả khi mình đã bước vào trong một mối quan hệ mới rồi, xây dựng một gia đình mới rồi, vẫn có một cái xu hướng ham muốn cái người trước đó, thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên của việc sự trói buộc về tâm hồn. Mặc dù về mặt lý trí thì mình không muốn, mình không thích, mình cũng không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng làm thế nào đó mà cái tư tưởng nó cứ đến trong tâm trí mình, và dần 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 nó kiểm soát mình. Chúng ta xem một số những câu chuyện trong Kinh Thánh. Trong Sáng Ký đoạn 34 từ câu 1 đến câu số 4, câu chuyện đến con trai của Gia-cốp. Nàng Đina, con gái của Lê-a, sanh cho Gia-cốp đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai của Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng, chúng ta thấy nhá, sự mô tả Kinh Thánh này. Điều gì khiến cho anh chàng này hãm hiếp cô gái?
bắt đầu từ mắt, nhìn thấy cô ta xinh đẹp quá. Khi mắt thấy thì lòng ham muốn, và khi ham muốn rồi ấy, khi ham muốn rồi thì dẫn đến cái việc là ép cô quan hệ tình dục với mình, và khi có quan hệ tình dục rồi thì sao? Tâm hồn chàng vẫn vít cùng Dina. Chưa quan hệ tình dục thì có thể bị ràng buộc về phần tâm hồn, nhưng một khi đã quan hệ tình dục rồi đấy thì cái sự ràng buộc về mặt tâm hồn nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ một lúc nào khác. Bởi vì Kinh Thánh nói làm sao? Hai người trở thành một. Trong Sáng Thế Ký Chúa nói là hai người trở thành một. Hai người trở thành một có nghĩa rằng là bắt đầu khi quan hệ tình dục thì có một cái sợi dây vô hình nó kết nối giữa hai người lại với nhau. Và khi mà cái tâm hồn ấy của anh chàng này ấy vẫn viết với cô nàng đó đấy, thì anh ta không còn được tự do nữa. Anh ta bị trói buộc, tức là trong đầu của anh ta bị chi phối hoàn toàn, cái cảm xúc của anh ta cũng bị chi phối bởi cái hình ảnh của cô gái kia. Xét về mặt lý trí thì phần lớn những cái người mà ở trong hoàn cảnh như này ấy, thường thường khi nhận thức được người ta sẽ không muốn. Và có những người người ta cảm giác như là mình đang bị tù túng cái gì đó mà mình không thể hiểu, không thể giải thích được. Nhưng người ta biết rằng đấy là một cái sự trói buộc, một cái sợi dây vô hình đang trói buộc cái tâm hồn người ta lại và làm cho người ta không được tự do. Thế thì cái sự trói buộc đấy là gì? Xét trên góc độ của khoa học ấy, thì trong não bộ nó sẽ tiết ra rất là nhiều những cái chất kích thích, chất hóa học. Và cái chất đấy, đấy một khi nó được nuôi dưỡng thì nó tiếp tục tiết ra những cái chất kích thích tương tự như thế nữa. Cho nên ví dụ tại sao chúng ta thấy những người dùng chất kích thích ấy, như là ma túy này, rượu này, thậm chí là cà phê này, thuốc lá này, vân vân. Những ví dụ như là cà phê thì nó cũng là chất kích thích mà kích thích lại nhẹ, nhưng mà rượu rồi ma túy thì là kích thích rất là mạnh. Thế thì tại sao người ta dùng mà người ta vẫn cứ muốn dùng, mặc dù tâm trí người ta không muốn dùng, nhưng mà thân thể người ta không thể kiểm soát được và nó vẫn bị cái rượu đấy hay là cái ma túy đấy kiểm soát. Bởi vì nhà ta nghiên cứu ấy, trên góc độ khoa học là khi anh sử dụng chất kích thích đấy thì não bộ anh tiết ra chất hóa học, và cái chất nó nhiều trong trong não bộ anh ấy thì nó lại tác động để kích thích anh hành động, và nó càng tiết ra nhiều nữa, và khi anh nó cứ tiết ra nhiều như thế thì anh cũng mất cái khả năng kiểm soát. Thì đấy là trên góc độ khoa học. Thế còn trên góc độ tâm linh ấy, thì khi mà có một cái sự vương vấn về phần tâm hồn trong cái lĩnh vực bất kính, thì cái một cái thế giới linh, một cái thế giới tà ma nó sẽ bước vào và nó sẽ kiểm soát cái tâm hồn người đó, mà người đời người ta bảo là ma bắt mất hồn. Cái cụm từ không biết là trong đây người ta nói như vậy không ạ? Trong ở đây trong người 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 ngoại đạo ở trong đây người ta có dùng cụm từ là ma bắt mất hồn không? Dạ. Rồi người ta dùng là những người mà ngoại đạo người ta còn dùng một số từ như là bắt vía, bắt mất vía, tức là ví dụ như là nam thì có bao nhiêu vía? 7 vía phải không ạ? Nữ thì 9 vía, có phải không ạ? Dạ, tức là đấy là cái khái niệm của những người ngoại đạo. Thế thì khi mà ví dụ như một người nữ mà có 7 vía mà anh bị bắt mất 5 vía đó, thì anh cái khả năng kiểm soát của anh chỉ còn một chút xíu thôi. Nhưng mà khi anh bị bắt cả 7 vía đấy thì có nghĩa rằng là anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát. Đấy là cách diễn tả của những người không có Chúa. Thế còn trong ánh sáng của Chúa đấy, thì chúng ta biết rằng là tà linh cũng kiểm soát ở từng mức độ khác nhau. Mức độ ít, mức độ nhiều, mức độ nhẹ, mức độ nặng. Đây thì khi mà anh chàng Sichem này đó bị ám ảnh bởi cái hình ảnh đẹp đẽ của cô gái đó, thì trong não bộ anh đã bắt đầu tiết ra rất nhiều chất kích thích để thúc đẩy anh hành động hãm hiếp cô gái. Và khi anh hành động rồi thì cái sự ràng buộc về phần tâm hồn nó trở nên rất là mạnh mẽ, và cuối cùng thì anh không thể kiểm soát được bất cứ một cái điều gì cô gái này đề nghị hoặc gia đình cô gái này đề nghị, anh ta đều đồng ý hết, miễn làm sao để thỏa mãn được cái vấn đề là anh ta được lấy cô gái đó, được ở bên cạnh cô gái đó. Người ta hay nói rằng là yêu quá là mất khôn ấy.
yếu quá là mất khôn, tức là cái lý trí không còn kiểm soát được nữa, mà hoàn toàn bị kiểm soát bởi cảm xúc. Nhưng mà thực ra đấy, nói trên cái góc độ tâm linh ấy, trong ánh sáng của Chúa là có một thế lực tà linh đã bước vào và kiểm soát tâm hồn của anh chàng này. À, cái tôi có một cái câu chuyện là có một cái bạn thanh niên ở cái xóm cũ của nhà tôi, cháu yêu một cái anh chàng này. Sau đó thì cái cậu thanh niên đó nó mới bỏ, và nó bỏ và cô gái này trở nên điên tình, rồi cái mức độ nó càng ngày càng nặng và trầm trọng đến nỗi mà hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, không khác gì là một người điên. Mà đầu tiên của nó là chỉ là vấn đề là anh chàng kia bỏ. Khi mà tâm hồn của cô gái này quấn quýt với anh chàng đó quá rồi, thì anh ta hoàn toàn bị lệ thuộc, cô ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào cái quyết định của anh chàng này. Cho nên nếu như anh chàng này mà rời bỏ thì coi như là, nói theo người đời, giống như là ma bắt mất hồn, không còn khả năng để kiểm soát nữa. Và cái lúc đó là cái lúc mà ma quỷ nó sẽ bước vào để khống chế. Cho nên có một điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy để tra lại trong đời sống của chúng ta, đó là cái giai đoạn mà chúng ta gặp khủng hoảng về mặt tinh thần là giai đoạn nào? Từ bé đến bây giờ có một cái giai đoạn nào chúng ta gặp khủng hoảng về mặt tinh thần hay không? Cái khủng hoảng tinh thần nó có thể là người yêu bỏ, nó có thể là chồng mất, vợ mất, bố mẹ mất, nó có thể là mất tiền bạc, mất nhà cửa, hoặc là bất cứ một cái gì đó mà làm mà chúng ta rơi vào trong sự khủng hoảng về mặt tinh thần. Thì cái giai đoạn khủng hoảng về mặt tinh thần đấy là một cái chỗ mảnh đất, thời điểm tốt đẹp nhất để tà linh nó bước vào và là khống chế. Như vậy anh chị em phải kiểm tra lại xem chúng ta từ bé đến giờ có một cái giai đoạn nào là giai đoạn khủng hoảng về mặt tinh thần hay không. Thì nói có dịch cho anh kia không, để cho anh có hiểu không? Có dịch được không ạ? Với dịch thì tôi đỡ phải nói tiếng Anh. Dạ. Và trong cái giai đoạn đó nếu mà chúng ta không có Chúa thì rất nguy hiểm. Nhưng mà nếu chúng ta có Chúa nhưng chúng ta không ý thức, không nhận thức để bảo vệ mình trong cái giai đoạn khủng hoảng đấy, bảo vệ tâm hồn của mình trong giai đoạn khủng hoảng đó, thì có thể chúng ta đã mở một cánh cửa để có một cái sự trói buộc nào đó mà bây giờ chúng ta cần phải được giải phóng. Cái việc đầu tiên là chúng ta xem lại từ bé đến giờ mình có rơi vào trong sự khủng hoảng tinh thần lần nào hay không, và mấy lần, sự kiện gì, ở ngày tháng nào, phải điểm lại. Mà nếu quên thì xin Chúa nhắc chúng ta nhớ nhé. Cái sự khủng hoảng tinh thần là cái mà điều đầu tiên mà chúng ta phải xem xét. Ở trên mạng ấy có đăng một cái nói là phóng sự thì không phải, bởi vì nó chỉ là cái mà một số những cái người người ta hay nghiên cứu, người ta về những cái hiện tượng á, người ta đi, người ta quay rồi sau đó người ta đăng lên trên mạng. Thì có một cái trường hợp ở miền Trung, thì cái ông này đó là vợ ông ấy chết, và khi vợ ông chết rồi đấy thì ông, sau khi người ta chôn mộ vợ ông ấy, thì ông mới đang ban đêm ông mới đào mộ lên, ông lấy cái xác của bà ấy, ông ấy về, ông ấy để nằm bên cạnh, rồi con cái phát hiện ra thì sợ quá, kinh khủng quá, nhưng mà không làm gì được. Rồi ông ấy làm ra thành một cái giống như bọc lại, làm thành những cái hình nhé, xong đậy lại kín như nào đó, xong rồi để cái hình đấy nằm bên cạnh ông ấy luôn. Và bây giờ thì con cái cũng phải chấp nhận cái sự thật là
xác của mẹ mình nằm bên cạnh bố mình. Thế thì nếu mà chúng ta mới nghe thì chúng ta có thấy nó bất bình thường không? Bình thường không ai làm như vậy hết. Đó là một điều rất là sợ. Không ai làm như thế cả. Nhưng mà tại sao ông ta làm? Thứ nhất là góc độ về mặt tâm linh ấy, thì cái tâm hồn của ông ta bị ràng buộc quấn quýt bởi cái người đã qua đời. Và khi bị ràng buộc quấn quýt như thế ấy, ông không biết về cái thuộc linh là cần phải cắt bỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng là hôn nhân chấm dứt khi nào? Chúa Giêsu nói hôn nhân chấm dứt khi nào? Khi chết. Hôn nhân chấm dứt khi chết, điều đó có nghĩa rằng là cái người vợ hay người chồng chính thức của mình cưới hỏi hẳn hoi, chính thức không còn là vợ và chồng nữa vào lúc một trong hai người đó qua đời. Có nghĩa là sự ràng buộc về mặt tâm hồn không còn ràng buộc nữa. Nếu như nó còn ràng buộc là chỉ ràng buộc trong cuộc sống, và nếu như khi qua đời rồi vẫn còn ràng buộc thì chúng ta phải tự cắt bỏ nó đi. Bởi vì nếu không cắt bỏ thì tà linh nó có thể vận hành qua cái hình ảnh đó, qua cái tình cảm đó để khống chế cái người đang sống. Cắt bỏ đây không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ ông, bỏ bà, hay là bỏ cha, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ cha mẹ. Cái tình cảm của con người thì nó vẫn là bình thường, đôi khi mình vẫn thương nhớ, có khi mình mơ về người thân của mình qua đời, chuyện đấy không sao cả. Cũng không hẳn là lên mọi cái đều là tà linh hết. Tuy nhiên tất cả mọi cái đi quá giới hạn thì đều có bàn tay của ma quỷ. Một lần kia tôi gặp một cô này, lần đầu tiên khi mà cầu nguyện cho cô ấy, tôi nào chỉ nắm tay cô ấy, thì tôi nhìn thấy hình ảnh. Tôi nhìn thấy hình ảnh là có một cái tủ, ngày xưa ở miền Bắc có một cái tủ, không biết miền Nam có dùng không, gọi là tủ kính. Vì nó làm bằng kính, hai bên là gỗ, mà mỗi bên giữa thì là kính rồi. Tôi nhìn bên trong là có cái vật lấp nhấp nháy này này. Rồi tôi nhìn lên bên trên thì là có một cái bàn thờ. Đó. Rồi có một hình ảnh nữa tôi nhìn, đó là nhìn thấy một bát cơm, rồi có một quả trứng, rồi có hai cái đũa gọt gọt lên. Rồi tôi nhìn hình ảnh tôi biết ngay là đây là có một cái linh người chết nó theo cái cô này. Thì tôi mới nói rằng là thế, tôi nhìn thấy hình ảnh như thế thì cô có, nhà cô có người mới chết hay không? Cô bảo là bố tôi chết 3 năm rồi, nhưng mà lúc nào tôi cũng nhớ tới ông ấy. Và tôi thương ông ấy vì là ông ấy lúc ông còn sống thì tôi không làm được gì cho ông ấy, cho nên khi mà ông chết rồi tôi thương ông lắm. Cái vấn đề chúng ta thương người đã qua đời là cha mẹ mình thì không có vấn đề. Nhưng mà nó đi quá giới hạn ở chỗ là cái người đang sống ấy, cái tâm hồn nó ràng buộc quấn quýt với người đã chết thì rất dở. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì có một cái tà linh nó sẽ vận hành qua cái hình ảnh của người đã khuất đấy để vào, để khống chế kiểm soát cái tâm hồn của mình. Cho nên là cô vừa nói, tôi vừa nói vừa giấm giấm nước mắt vừa khóc. Và tôi biết là đây có một linh người chết nó theo cô này. Đó. Cho nên là chúng ta cần phải nhận thức rằng là mọi mối quan hệ đều có giới hạn của nó hết. Và đặc biệt là khi đã qua đời rồi thì tự mình về mặt nhận thức là mình cần phải dần phải chấm dứt cái sự trói buộc về mặt tâm hồn. Bởi vì nó sẽ là hợp pháp đối với người đang sống, và thứ hai là hợp pháp đối với người chồng hiện tại. Ví dụ như có những người lấy người vợ hoặc người chồng thứ hai, tức là người thứ nhất mình cưới hỏi hẳn hoi, nhưng vì mình lý do nào đó mà mình đã ly dị người đấy và mình đã cưới người thứ hai, thì xét trên góc độ tâm linh thì Chúa vẫn nhìn nhận cái mối quan hôn nhân đầu tiên là hôn nhân chính thức. Thì khi bây giờ mình bước sang cái hôn nhân mới, vì những cái lý do nào đó mà mình ly dị trong hôn nhân trước, mình bước sang hôn nhân mới, thì chúng ta cần phải làm một việc nữa. Đó là xin Chúa tha thứ. Thứ nhất mình phải xin Chúa tha thứ vì sự ly hôn. Việc đầu tiên là mình phải làm việc đấy. Xin Chúa tha thứ vì sự ly hôn. Bởi vì ly hôn nó có tính chất đời đời. Xin lỗi, hôn nhân có tính chất đời đời. Cho nên khi mình ly hôn là mình phải xin Chúa tha thứ cho được. Và thứ hai, khi hoặc là có những trường hợp là cứ tái hôn trước cả khi mình tin Chúa nữa cơ. Đó. Thì có nhiều lý do để chúng ta biện luận là ngày xưa mình chưa tin Chúa thì mình không biết những cái việc đấy, cho nên mình cứ
ly dị rồi lại tái hôn. Thì chúng ta cần làm một việc, đó là nhân danh Chúa để cắt bỏ cái lời thề nguyện mà mình đã thề hứa đối với hôn nhân đầu tiên. Một lần kia, khi trong một cái buổi nhóm thờ phượng, Chúa cho tôi nhìn thấy, nói một cái lời tri thức đối với một người ở trong hội thánh. Và người này đến tuổi đã làm bà rồi nhé. Phụ nữ mà cao tuổi thì thường là ta không có ham muốn về vấn đề thân thể nữa. Nhưng lúc đó thì Thánh Linh của Chúa đặt vào trong lòng của tôi một cái lời tri thức đối với cô đấy. Tôi nói rằng là cẩn thận với người yêu cũ. Cẩn thận với người yêu cũ. Nếu mà lớn tuổi đâu có nhu cầu gì. Nếu mà có gặp nhau thì cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó trong tâm linh của tôi là cẩn thận với người yêu cũ. Tôi đâu có biết người này, người yêu quá khứ rồi ta như nào, có người yêu cũ như nào đâu. Và sau buổi nhóm thì người đấy nói với tôi là thời gian gần đây tự nhiên cái người yêu cũ cứ liên lạc lại với tôi thôi. Một chuyện tự nhiên sao ông cứ liên lạc lại với tôi. Đôi khi chúng ta không hiểu hết được, nhưng chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng lạ. Ví dụ mình đang ngủ với vợ mình, đang ngủ với chồng mình, nhưng tự nhiên mình lại nhớ lại cái cảm giác với người chồng cũ, người vợ cũ là có vấn đề. Hay là mình lấy chồng lấy vợ rồi nhưng mà nhớ lại cái cảm giác mình ngồi bên cạnh bờ đê với người yêu cũ, mình đi chăn trâu với người yêu cũ, nhớ lại cái cảm giác anh ấy vuốt tóc mình, nhớ lại những cái lời tình tứ mà anh ấy nói với mình. Tưởng nó bình thường nhưng không phải đâu. Tà linh nó đang gợi lại cho chúng ta đấy. Để làm gì? Để nó, cái tà linh ô uế đấy, nó sẽ bước vào. Bởi vì xét trên góc độ nào đó thì cái tính hợp pháp trong sự kết nối hồn giữa chúng ta với cái người yêu cũ, với người tình cũ nó vẫn còn. Cho nên ma quỷ nó vẫn có thể làm việc đó. Nó còn là cái nào? Ví dụ như khi trước khi mình lấy người chồng, người vợ hiện tại của mình bây giờ, mình đã từng hứa hôn với người ta: anh sẽ cưới em sẽ cưới anh. Nhưng rồi cuối cùng cuộc sống đẩy đưa mỗi người một nơi, chẳng anh cưới em, chẳng cưới anh. Nhưng cái lời nói đó nó vẫn còn tác dụng. Cái lời nói ấy, lúc mà mình còn đi học ấy, ngày mình vẫn còn ép cái bông hoa phượng vào trong cái quyển vở và đưa cho cô ấy đấy. Đó, những cái cảm giác hưng phấn khi mà đứng bên cạnh cô đấy. Thì và khi cái cảm giác hưng phấn lên, nó có ngày mình còn bé đấy, thì trong đầu mình sẽ tạo ra tiếng nói ước chi được ở với cô đấy cả cuộc đời, ước chi là mình sẽ lấy cô ấy, ước chi mình sẽ lấy anh ấy. Thì những cái đó nó sẽ là một cái sợi dây vô hình ràng buộc chúng ta, thậm chí đến lúc răng chúng ta rụng hết không còn cái răng nào. Thậm chí cái cảm giác ham muốn về thân thể không còn nữa, nhưng cái sự ràng buộc với nó vẫn còn. Và nếu chúng ta không biết cách để mà nhân danh Chúa cắt đứt tất cả những cái sự ràng buộc đó, thì cái phần hồn của chúng ta chưa được tự do. Đó là một trong lý do tại sao rất nhiều người khi cầu nguyện đuổi quỷ, đuổi tà linh, quỷ nó không chịu ra. Mọi cái ràng buộc vô hình không nhân danh Chúa để mà cắt đứt nó đi thì nó không tự động nó cắt được cắt. Chúng ta nhớ điều đấy. Cũng giống như cái hình ảnh tôi nói là khi chúng ta mua một căn nhà thì đồng thời chúng ta mua luôn con chuột và con gián ở trong căn nhà đó. Có phải không anh chị em? Chúng ta mua luôn cả bụi ở trong căn nhà đó, và chuột mới gián trong căn nhà đó nó chỉ chạy đi khi nào chúng ta đuổi mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái sợi dây vô hình, những cái xích vô hình đã trói buộc chúng ta từ trước khi chúng ta tin Chúa cơ. Mới hôm Chủ nhật vừa rồi, tôi cầu nguyện giải cứu cho một người chị em. Cô này cũng mới tin Chúa, mà trong cô thì có rất nhiều tà linh, đủ các loại tà linh.
Thì trong khi cầu nguyện thì có một cái tà linh nó hiện lên, nó nói như này, đó là tao là thai nhi ở trong bụng của nó, lúc chỉ bằng hạt hột máu thôi. Trước khi cầu nguyện tôi đã nói rằng thế cô có nạo thai bao giờ không? Cô bảo có. Và nạo thai là lúc thai nhi nó còn bé tí, nó còn mới là hột máu chưa hình thành ra hình dáng. Tôi nói rằng khi kể cả nó hột máu thôi nhưng mà nó đã có linh hồn trong đấy rồi, khi mình nạo thai là mình đã phạm tội, mình cần phải ăn năn cho điều đó. Nhưng mà rất tiếc là ăn năn không có nghĩa là cái tà linh nó tự động nó rời bỏ mình. Và khi mà cầu nguyện ấy, thì tự nó nói ra tao là cái thai nhi bé tí ở trong bụng của nó. Mà cái sự kiện đấy, cô đã nạo thai cái đấy nhiều năm rồi. Thì chúng ta thấy không ạ? Có những cái có thể chúng ta quên, có những cái chúng ta có thể cố tình quên, nhưng thế giới thuộc linh không quên. Lá thư tình mà anh chị em viết cho người yêu cũ của mình á, mình có thể quên khi mình bước sang một hôn nhân mới bây giờ, nhưng thế giới tăm tối không quên cái lá thư tình chúng ta viết. Và nó sẽ dùng tất cả điều đấy để trói buộc tâm hồn của mình và trói buộc tâm hồn người đấy. Và tự nhiên một lúc nào đó mình ham muốn đối với cái người cũ đấy. Cho nên đấy là cái mưu trước của ma quỷ để trói buộc tâm hồn của mỗi một chúng ta. Chúng ta xem một câu chuyện ở trong sách Samuel thứ 2 đoạn 11 câu 2 đến câu 5. Một buổi chiều kia David trỗi dậy khỏi giường và đi bách bộ trên sân thượng đến cung điện. Từ trên sân thượng ông nhìn thấy một phụ nữ đang tắm. Khi nhìn thấy một phụ nữ đang tắm là nhìn bằng gì? Bằng mắt. Khi nhìn bằng mắt thì nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng ở trong tâm trí, một hình ảnh nó in vào trong tâm trí. Nhưng mà cái hình ảnh nó có dừng lại ở đấy không? Khi một hình ảnh được in vào trong tâm trí thì nó có dừng lại đấy không? Tự nó sẽ phát triển ra. Tự cái hình ảnh nó sẽ phát triển ra. Lúc đầu chỉ nhìn thấy một hình, ví dụ như là một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ. Đương nhiên lúc này bà Bathsheba đang tắm là không mặc quần áo. Nhưng bây giờ mình tưởng tượng ấy, một trường hợp khác, một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mặc áo bình thường, chỉ nhìn thấy cái mặt thôi, tay chân và nhìn thấy mặt. Nhưng khi ví dụ như người này có cái nét đẹp nào đó làm in chí trong tâm trí của anh chàng đó, thì có phải là sau đó thì nó chỉ dừng lại ở mỗi cái mặt không? Bắt đầu nó phát triển ra, hình dung ra. Lúc đầu thì là mỗi cái mặt thôi, rồi sau đó thì trong đầu của anh ta sẽ hiện ra cô này không mặc quần áo. Lúc đầu là có mặc, thực tế là đang có mặc. Khi anh ta gặp cô ta thì anh ta là chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu thôi, là không có che cái gì hết, bên dưới là mặc hết. Nhưng khi chụp được hình ảnh đấy rồi, tự nhiên hình ảnh nó phát triển ra bằng cách nào? Là trong đầu anh ta sẽ tưởng tượng cô ta không mặc quần áo. Và không chỉ dừng lại ở đó, anh ta sẽ tưởng tượng ra cái khác nữa. Tưởng tượng ra sự giờ chạm, sự động chạm vào cơ thể, và bắt đầu tạo ra hưng phấn. Và bắt đầu từ đó, mỗi khi tiếp cận với cô này, nghĩ tới cô này, hoặc là gần cô này ấy, thì tự nhiên anh ta sẽ tạo ra hưng phấn. Và cái hưng phấn nó làm cho anh ta sẽ tiếp tục tìm cách để tiếp cận với cô đó. Và dần dần cái sự dây ấy, cái dây nó càng trói chặt. Một sợi dây vô hình trói chặt. Cô kia có thể không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ma quỷ đang dùng một sợi dây vô hình để trói chặt cái anh chàng này với cái cô kia. Và khi nó càng trói chặt thì khi này anh càng mất khả năng kiểm soát và tự do. Và khi anh ta mất khả năng kiểm soát và tự do thì lúc đấy ma quỷ hoàn toàn khống chế. Lúc đấy nó sẽ rơi vào trong trường hợp giống như của Sichem, là hãm hiếp Dina. Và cũng giống như trường hợp của ông David này, là bắt cái cô đấy, Bathsheba đó, để về ngủ cùng. Chúng ta thấy không ạ? Và trường hợp mà không thể bắt được cô ta về cùng thì cái ham muốn tình dục nó mạnh quá, nó khống chế, và anh ta sẽ đi đến quán karaoke để đi làm thỏa mãn cái cơn khát tình dục nó xảy ra trong lúc đó. Nhưng thực ra cái nơi mà anh ta thỏa mãn nhất không phải là ở những cái cô gái ở ngoài quán kia, mà là cái cô mà anh ta gặp mà đầu vẫn tưởng tượng đấy.
Bởi vì ma quỷ nó sẽ dùng cái hình ảnh đấy để trói buộc tâm hồn, nó có một sợi dây. Và càng bị trói chặt đấy thì người đấy càng mất khả năng kiểm soát và tự do. Chúng ta xem thêm một câu chuyện. Samuel thứ nhì là 13 câu 1 câu 2. Kế sau ấy xảy có việc này, Absalom con trai của David có một em gái ruột tên là Tamar, rất lịch sự. Amnon con trai của David thương nàng, Amnon mê mệt vì cớ Tamar em gái mình đến nỗi thành bệnh vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Anh chàng biết cái câu chuyện này khá là tốt để mô tả cho những gì tôi muốn chia sẻ về sự trói buộc tâm hồn. Amnon với Tamar là hai anh em cùng cha khác mẹ. Thời đại trước luật pháp của Môi-se thì Chúa cho phép. Nhưng thời đại khi có luật pháp của Môi-se thì luật pháp đã rất ghi rõ, ghi rất rõ và mọi người đều nhận thức được lấy trong cùng huyết thống gần như thế là không được phép. Đó là phạm tội loạn luân. Nhưng chúng ta thấy nhá, điều gì khiến cho Amnon bị trói buộc về phần tâm hồn như vậy? Có một số từ trong Kinh Thánh mô tả để chúng ta suy nghĩ. Này làm sao ạ? Rất lịch sự này, rất đẹp và còn là đồng trinh. Cái từ đó để mà nói đến cái ngoại hình của cô ta rất đẹp. Tức là người anh này đã bị thu hút bởi ngoại hình của người em. Nhưng chúng ta sẽ thấy nhé là giống như là trường hợp của David và giống như trường hợp của Sichem, khi sự trói buộc xảy ra thì người này không còn khả năng để kiểm soát bản thân và không tất cả những cái lý trí, tất cả những cái tiếng nói của đạo đức đều hoàn toàn vô nghĩa. Amnon có biết luật pháp của Chúa không? Xét trên góc độ con người, Amnon có biết rằng làm việc thế là không thể chấp nhận được không? Nhưng khi đã bị trói buộc rồi thì tất cả những cái gì liên quan đến đạo đức, liên quan đến luật pháp, liên quan đến Chúa, thậm chí là xuống địa ngục cũng được, miễn là hoàn thành, thỏa mãn được cái cơn khát ở trong tâm hồn. Tức là người này đã rơi vào sự khống chế của tà linh và không có khả năng kiểm soát được. Cho nên anh chị em đã thấy nhé, cái sự trói buộc tâm hồn ấy, nó sẽ dẫn người ta đến đến những cái rất là kinh khủng. Thậm chí quan hệ tình dục trong tưởng tượng, quan hệ tình dục đối với những người thân trong gia đình, quan hệ tình dục đối với thú vật. Không ai nghĩ đến việc đấy vào, nghe nó rất là kinh tởm. Nhưng mà có thể dẫn đến tất cả những việc đấy. Một khi cái sự trói buộc tâm hồn nó diễn ra đó, thì cái người đấy sẽ không còn khả năng kiểm soát tâm trí của mình nữa. Và cái chỗ đấy sẽ dành chỗ cho quỷ. Cái linh ô uế nó sẽ vào, nó sẽ kiểm soát người đó. Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 16, sứ đồ Phaolô nói rằng: anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó, vì có lời chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Đó. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Như vậy khi chúng ta kết hôn với một người đó thì chúng ta kết nối với người đó về cả về tâm linh, tâm hồn và thể xác. Thế nhân cái điều này tôi cũng giải thích luôn cho một số những người thắc mắc. Trong trường hợp mình tin Chúa, chồng mình không tin Chúa, mà quan hệ tình dục với mình thì cái tà linh của ông chồng nó có chạy ra mình hay không? Đây là một số những cái thắc mắc của một số cơ đốc nhân. Câu trả lời là chúng ta không có cơ sở kinh thánh để nói là có. Nhưng chúng ta có cơ sở kinh thánh để nói là tà linh không thể chạy từ ông chồng sang mình nếu như trường hợp mình là người tin Chúa và ông chồng không tin Chúa. Chỗ nào trong kinh thánh nói? Đó là khi Phaolô viết thơ cho Corinto thì Phaolô nói rằng là nếu như người chồng mà không bắt các chị em bỏ đạo ấy
thì các chị em không được phép bỏ chồng. Chúng ta có nhớ không ạ? Paulo nói với hội thánh Corinto, nếu như người chồng ngoại đạo mà không bắt các anh chị, các chị em bỏ đạo ấy, thì các chị em tuyệt đối không được bỏ chồng, mà phải sống làm thế nào để qua cách ăn nết ở của mình thì người chồng sẽ được hóa theo. Ông Paulo có nói rằng là không được quan hệ tình dục với người chồng chưa tin Chúa đâu. Ông Phaolô nói tuyệt đối không được ly dị chồng nếu như trường hợp là người chồng không bắt mình bỏ đạo. Điều đó có nghĩa rằng là Phaolô cho phép hai vợ chồng vẫn quan hệ với nhau bình thường. Cho nên chủ nhật mình đi nhà thờ, ông ấy đi thờ cúng ma quỷ, tối về hai người ăn ở với nhau thì không sợ trường hợp ma quỷ từ ông ấy chạy sang mình. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là thế giới tà linh và thế giới của Chúa hoạt động dựa theo tính hợp pháp, hoạt động dựa theo tính hợp pháp, có nghĩa là không tự nhiên ma quỷ nó có thể vào trong một con người được, mà nó ngay cả khi nó vào trong mình cho phép nó hoạt động như thế nào thì nó mới được hoạt động như thế, vì mình là một chủ thể độc lập và tự do. Cho nên mối quan hệ hôn nhân của mình với một người chồng ngoại đạo đấy là mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, bởi vì mình đã lấy nhau trước khi mình tin Chúa mà. Thì cái mối quan hệ đấy là mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, cho nên ma quỷ không thể nào mà từ người chồng chạy sang mình được. Cho nên tôi đang phân tích nói dựa trên nền tảng kinh thánh và tính hợp pháp trong hoạt động của trong thế giới linh. Thế nhưng nếu trường hợp nó không hợp pháp thì hãy cẩn thận. Ví dụ ông chồng ông đi với gái mại dâm thì sao? Các tà linh ở cái cô gái mại dâm đấy, vì cô gái mại dâm thì đã quan hệ tình dục với rất nhiều người, cho nên mỗi khi mà cô quan hệ tình dục với một người thì các tà linh từ những người khác chạy vào cô gái đấy. Ví dụ như cô ấy lúc đầu quan hệ với một người chỉ có một tà linh thôi, cô quan hệ với 10 người thì có thậm chí có 10, 20 tà linh. Một ông chồng của mình đi quan hệ với cô gái mại dâm thì ông chồng của mình có thể cho em xin luôn 20 con của chị mới. Thì cái trường hợp đấy, mối quan hệ đấy là mối quan hệ bất hợp pháp, cho nên tà linh được quyền hợp pháp để bước vào trong người chồng của mình. Cái sự ràng buộc tâm hồn nếu như chưa quan hệ tình dục thì nó đã có, nhưng nó có thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng một khi đã quan hệ tình dục rồi thì cái sự ràng buộc của nó cực kỳ là mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao nếu như từ bé cho đến lớn, cho đến bây giờ, có thể là chúng ta biết Chúa từ bé hoặc là chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta bị lạm dụng tình dục. Nha. Từ bất cứ một ai, có thể là người thân trong gia đình, có thể là người ngoài xã hội, bị lạm dụng tình dục với bất cứ một hình thức nào, mà cái điều đó đã tạo ra một cái cánh cửa để ma quỷ nó vào, nó khống chế mỗi chúng ta đó, thì chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách nhân danh Chúa Giêsu để cắt đứt cái ràng buộc đó. Nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ ra một cái bí quyết để chúng ta có thể là biết cách cách để cầu nguyện cho những cái người chồng và những cái người vợ mà không ràng buộc tâm hồn với mình mà đi ràng buộc với cái ông nào hay cái bà nào ngoài kia. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được cái tin nhắn của các anh, các chị em, chủ yếu là các chị em, là nhiều nhắn tin nhờ một sư cầu nguyện cho điều này. Thì tôi có làm một cái clip cầu nguyện cho người chồng, người vợ ngoại tình, và tôi cũng đã hướng dẫn cho một số người cầu nguyện ấy. Thì cái sự ràng buộc tâm hồn giữa người chồng của mình đối với cô tình nhân ấy, là anh đấy chủ động kết nối hồn đối với cô đó. Nhưng mà cái kết nối hồn đấy là kết nối bất hợp pháp, vì mình với anh ấy mới là người cưới nhau chính thức,
còn anh ấy đi với cô kia là bất hợp pháp. Thế thì chúng ta xét trên góc độ hợp pháp để mình có quyền cầu nguyện. Nhưng khi anh ấy đã quyết định ly dị mình rồi đấy, thì cái lời cầu nguyện của mình tôi nói rằng là gần như là chỉ đứng phía bên ngoài. Còn đâu nếu như anh ấy chưa ly dị mình với anh ấy vẫn là hai vợ chồng về mặt pháp lý, thì chúng ta đủ thẩm quyền để nói với cái mối quan hệ của ông chồng của mình đối với cái cô kia. Thế cái điều mình nói là gì? Sự giải cứu không đâu xa bằng cái miệng của chúng ta. Miệng của chúng ta ngậm lại thì không bao giờ mình được giải cứu, mà hôn nhân của mình giải cứu. Thì cái mình có thể nói đó là mình nói với anh đấy và nói với bầu không khí thuộc linh nhé. Vì khi chúng ta nói với anh ấy, hoặc anh ấy có nghe hay là không nghe, thì chúng ta đều nói với bầu không khí thuộc linh, là thế lực ma quỷ và thế lực của Chúa đều nghe, là trong danh Chúa Giêsu mối quan hệ đấy là bất hợp pháp. Những sự kết nối hồn giữa chồng của ta đối với cô gái kia là bất hợp pháp. Nhân danh Chúa Giêsu, ta không cho phép sự kết nối hồn này, ta cắt sự kết nối hồn này. Mình có quyền hợp pháp, người vợ có quyền hợp pháp để nói điều đó. Cắt đứt sự kết nối hồn giữa người chồng của ta đối với cô gái đó. Nếu biết tên thì đọc luôn tên cô ấy ra. Và khi kết nối hồn rồi thì rất nhiều cảm xúc quyến luyến của ông chồng đối với cái cô gái kia. Và khi cái cảm xúc quyến luyến ấy nó đến với cô gái kia càng nhiều, thì cái quyến luyến đối với mình nó sẽ càng ít. Thì nhân danh Chúa Giêsu mà mình cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu mọi sự quyến luyến đấy phải chấm dứt. Tất cả những cái cảm xúc mà ràng buộc hai tâm hồn này lại với nhau, nhân danh Chúa Giêsu ta cắt đứt. Và thêm một phần nữa trong lời cầu nguyện đó là: trong danh của Chúa Giêsu, con cầu nguyện xin Chúa khiến cái cảm giác ghê tởm của chồng con vào trong cô ấy, và của cô ấy vào trong chồng con, để hai người ghê tởm nhau về mặt cảm xúc. Chúng ta, những người trong hôn nhân, có quyền hợp pháp để nói điều đó. Bởi vì mình với người chồng mình là hợp pháp mà. Cho nên chúng ta, tôi luôn nhấn mạnh một điều là thiên đàng và địa ngục hành động dựa trên tính hợp pháp. Ma quỷ chỉ có thể bước vào khi chúng ta cho nó một cánh cửa hợp pháp để bước vào. Còn khi chúng ta không cho nó một cánh cửa hợp pháp bước vào, nó không thể bước vào. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì nó cũng không còn quyền hợp pháp để ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể đuổi nó ra. Nhưng nếu mà mình không đuổi thì nó sẽ không ra. Mặc dù xét trên góc độ hợp pháp thì nó không còn quyền hợp pháp mình nữa. Tội của mình đã được tha khi mình tin nhận Chúa Giêsu, cho nó không thể đứng ra là mắc kiện cáo cái tội quá khứ của mình được. Có quá khứ của mình có tẩy trời chăng nữa, nhưng trong danh Chúa Giêsu ta ăn năn tội, biết Chúa Giêsu rửa sạch ta và là kẻ kiện cáo, hết quyền hợp pháp để kiện cáo. Amen anh chị em. Điều thứ hai, nếu anh em có cái biểu hiện này thì là chúng ta đang bị trói buộc phần tâm hồn. Đó là mình trong cảm xúc của mình ấy, mình có những cái cảm xúc tiêu cực về một người nào đó hoặc một sự kiện nào đó. Ví dụ cứ khi nghĩ đến người đó là mình lại căm phẫn. Nghĩ tới ông chồng cũ là lại căm phẫn. Nhìn thấy đứa con lại căm phẫn ông chồng cũ. Vì ông đấy mà con mình khổ. Tức là mặc dù là mình không thể thay đổi được hiện trạng, nhưng mà cảm giác nó vẫn kiểm soát và khống chế tâm trí của mình rất nhiều, thì mình đang bị trói buộc về phần tâm hồn giữa mình với ông ấy. Không phải chỉ yêu thương nhé, không phải chỉ yêu thương và quan hệ xu hướng tình dục nhé, ngay cả cái cảm xúc tiêu cực như là căm phẫn mình cũng đang, tức là ma quỷ sử dụng cái hình ảnh của ông ấy, con người của ông ấy, để trói buộc mình và khiến cho mình không được tự do. Trong Kinh Thánh có nhân vật nào bị trói buộc? Saul ghét David.
David thì không ghét Saul, nhưng đau Saul thì ghét cay ghét đắng David. Mà ghét không phải vì David làm cái gì sai, không phải David làm cái gì sai đối với Saul mà Saul ghét, mà ghét đến nỗi mà phải tìm mọi cách để giết David, tìm cách giết David đến nỗi mà thậm chí con trai của mình luôn nếu như Jonathan còn cứ tiếp tục bênh vực cho David. Chúng ta thấy rằng là khi một người bị những cái cảm xúc cực nó khống chế hướng về một nhân vật nào đó thì mình đang bị trói buộc tâm hồn đối với nhân vật đó. Mình có một cái gì mình hận bố mình, hận mẹ mình, hận ông mình, hận một ai đó thì mình đang bị trói buộc. Có một số người hận chế độ thế hệ mới thì hy vọng là không, thế hệ cũ có thể rơi tình trạng hận chế độ, cứ nói đến chế độ cộng sản là có gì mà hận giận dữ. Mọi cái hình thức đó là cái sự trói buộc và khiến cho mình không được tự do. Khi mà lòng của mình có một cái sự hận thù đấy thì bản thân mình đã tạo ra một cái chỗ để mà ma quỷ đã ở trong mình rồi. Chúng ta cần phải được tự do về mặt cảm xúc để yêu những gì Chúa yêu, ghét những gì Chúa ghét. Và cảm xúc tiêu cực của sự ghen ghét, của sự hận thù không thể nào khống chế chúng ta. Chính vì vậy Chúa Giêsu bảo chúng ta phải tha thứ để làm gì? Tha thứ để chúng ta được tự do. Còn ông đấy có được tự do hay không, đấy là việc của ông ấy đối với Chúa, mình không cần biết. Cái mình cần biết là tôi tha thứ cho ông để tôi được tự do. Nhưng mà nhiều người nói tha thứ là quên đi, nhưng mà tôi nói xin thưa anh chị em rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi. Điều ông làm không bao giờ quên được. Cái tổn thương mà ông làm cho tôi, ông gây cho gia đình không bao giờ quên được. Nhưng mà không quên không có nghĩa là lòng tôi cay đắng. Vì nó là chỉ là một cái sự thật ở trong quá khứ. Nhưng cái gì đã xảy ra trong quá khứ không có quyền để chi phối cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi. Bởi vì khi chúng ta để cho những cái gì xảy ra trong quá khứ chi phối cái hiện tại và tương lai thì mình đang bị ràng buộc bởi cái quá khứ đấy. Một cái sợi dây vô hình đang kết nối mình với quá khứ đấy và làm cho mình không được tự do. Giống như mình đang đi tiến lên và có một cái dây nó cứ buộc, nó cứ kéo mình lại thế. Thì làm thế nào để mình có tự do vận hành trong Thánh Linh của Chúa được? Cho nên anh chị em mà khao khát để vận hành trong Thánh Linh ấy, thì cái tâm hồn của anh chị em nó phải phóng thoáng, nó phải được tự do. Điều thứ ba để chúng ta suy xét xem là mình có bị trói buộc tâm hồn hay không. Đó là khi nghĩ tới một người đó hoặc một con vật, hình ảnh, một sự kiện đó nào đó thì sẽ làm cho chúng ta sợ hãi. Tôi nói ví dụ như này. Ngày anh chị em còn bé ở với gia đình, có người nào có bị bố mẹ nói nhỉ? Mình là con gái, bố mẹ nói mày chẳng khác gì một thằng đàn ông, chắc tao sinh nhầm mày. Hay là có người mình là con trai thì bố mẹ nói mày không khác gì một con đàn bà, làm cái gì cũng chậm chậm, từ từ từ, ăn nói thì không có dứt khoát. Những câu nói đó chúng ta không thích nghe. Mình là con trai thì mình muốn nghe người khác khẳng định mình là con trai. Mình là con gái, mình muốn nghe người khác khẳng định là con gái. Mặc dù mình có một số cái biểu hiện nó giống như con gái hoặc là giống như cái con trai. Ví dụ mình đi rửa bát đó, mình đi rửa bát hay là mình làm cái gì nó chậm chậm, từ là mình là con trai, bắt đầu là mọi người nói làm như con gái. Hay đôi khi mình con trai mình ăn nói từ tốn, người ta bảo là con trai mà nói mạnh bạo lên chứ như con thỏ như con gái.
tự nhiên là trong đầu của mình đã bắt đầu nó bị mình bị phân tâm rồi. Bởi vì cái bản chất của con người mình là giới tính nam hay nữ, nhưng mà tự nhiên của mình là ví dụ mình sinh ở trong một cái gia đình mà mọi người đều ăn nói nhỏ nhẹ thì tự động mình cũng nhỏ nhẹ theo. Thế bây giờ mình ăn nói nhỏ nhẹ ra kia tôi bảo sao ăn nói như là đàn bà đấy. Thế rồi mình sinh ra trong cái gia đình mọi người đều ăn to nói lớn, mình là con gái mình ra đường mình cũng ăn to nói lớn, thế là đi vào trong môi trường thì mọi người bảo sao như đàn ông ấy nhỉ. Thế thì những cái đấy những cái mình không thích nghe, nhưng chúng ta hãy để ý nhé, cứ nghe nhiều rồi tự nhiên linh nó sẽ vận hành tạo ra xúc tiêu cực. Và nó vận hành như thế nào? Nó vận hành bằng cách dần dần trong đầu mình sẽ có tiếng nói đã thế tao chứng tỏ tao là đàn bà cho mày xem. Tức là mình là đàn ông mình nói đã thế tao chứng tỏ tao là đàn bà. Rồi người đàn bà mình là thân thể đàn bà, tự nhiên cái tiếng nói của bên ngoài nó nhiều quá nó vọng trong đầu mình, rồi đến một lúc vọng nhiều quá tự nhiên trong đầu mình nó sẽ có tiếng nói vọng lại đã thế tao chứng tỏ tao là đàn ông cho mày xem. Chính vì vậy nó dẫn đến cái chỗ là bị ma quỷ nó khống chế về mặt tâm hồn, nó sản sinh ra cái việc là đàn ông muốn trở thành đàn bà và đàn bà muốn trở thành đàn ông. Và có những người không muốn trở thành người khác, người khác giới về mặt tinh thần ấy, thì nói đã thế khỏi lấy vợ khỏi lấy chồng rồi xong sống một mình rồi thoải mái. Nhưng cái quyết định đấy nó không phải là quyết định bởi lý trí, mà quyết định nó do cái tác động của phía bên ngoài, hay là sự trói buộc tâm hồn. Hay là có khi ngày chúng ta còn bé mình đi xem bói, bố mẹ đi dẫn mình đi xem bói gì đó, tự nhiên người ta nói rằng là cô này cậu này có duyên âm, khó lấy chồng, hoặc là nếu mà lấy vợ thì nếu mà đàn ông lấy vợ thì phải lấy mấy vợ chẳng hạn. Thì tự nhiên tâm trí mình bị trói buộc bởi cái lời đó, thì cũng là một sự trói buộc vô hình kết nối mình. Và cái quyết định, những cái quyết định liên quan đến hôn nhân cuộc sống của mình lệ thuộc rất nhiều vào những cái lời đã nói trong quá khứ, và đó là một cái sự trói buộc, và ma quỷ có thể sử dụng để khiến cho chúng ta không được tự do. Đó là sự trói buộc của phần tâm hồn. Mà khi chúng ta nhận thức điều này, chúng ta cần phải nhân danh Chúa để cắt bỏ đi. Mà anh chị em có thấy nhé, thường thường chúng ta người đời người ta nói ghét của nào trời trao của đấy, có nghĩa một phần cái ý nghĩa của nó như này này, mình sẽ cư xử giống như cái gì mình ghét. Mình ghét ông bố của mình vì hay nói lời ủa xả với mình, rồi khi mình có con mình lại nói lời ủa xả với con của mình. Mình ở trong môi trường mình ghét cái gì đó thì rất dễ có xu hướng mình cư xử giống y như cái đó. Chúng ta biết tại sao? Bởi vì khi chúng ta rất yêu một cái gì đó hoặc là rất ghét một cái gì đó thì lúc đó tâm hồn chúng ta mở ra. Khi tâm hồn chúng ta mở ra đó, thì bắt đầu tâm hồn chúng ta kết nối với cái người đó. Cái này chúng ta tạm gọi đó là thông linh. Kết nối hồn và thông linh, tức là cái tà linh ở người đó có thể chạy đến mình, thậm chí mình không mời nó đến. Ông kia phải không ạ? Bà thế nào mình cũng bị dính vùng đau của mình, cứ luôn luôn nghĩ tới, suy nghĩ đến người đấy, nhân vật đấy, cái tên đấy, nói đến cái tên đấy là mình đã máu đã lên tận não rồi, phải không? Nhưng khi chúng ta bị ràng buộc ở mức độ mạnh là tâm hồn chúng ta đã mở ra hết cỡ rồi. Khi tâm hồn chúng ta mở ra hết cỡ thì đấy là một cái cánh cửa rất lớn để những cái thế giới tăm tối nó chạy vào chúng ta từ cái người đó. Không, mà ma quỷ luôn luôn trực sẵn để đem cái tà linh vận hành cho người đó vào trong buổi chúng ta. Cho nên nhiều khi cầu nguyện giải cứu mà quỷ nó không ra, bởi vì cái người đó vẫn cay đắng.
người đó vẫn cay đắng. Khi người đó cay đắng thì người đó đang giữ quỷ ở trong người rồi, người đó không quyết định tha thứ thì dầu đuổi quỷ đó ra thì bản thân cái tâm hồn người đó mở ra thì tà linh nó cứ tiếp tục, nó bước vào, nó cứ tiếp tục vào, càng mở nó càng vào. Anh chị em có biết đặc điểm của ma quỷ là không mời nó vẫn vào không? Chỉ cần tạo một môi trường là nó sẽ vào, còn không tạo môi trường nó không thể vào được, nhưng chỉ cần có môi trường là ngay tập tức nó sẽ bước vào. Có môi trường không mời nó vẫn vào, đương nhiên mình mời nó sẽ vào rồi, nhưng mà ngay cả khi mình không mời nhưng mà có một môi trường, có một cánh cửa mở là nó sẽ bước vào. Trong thế giới linh nó cực kỳ nhạy. Tôi đã cầu nguyện giải cứu rất nhiều và tôi hiểu ra một điều, trong thế giới linh cực kỳ nhạy. Nó nhạy đến nỗi mà anh chị em chưa hiểu hết được cái độ nhạy của nó như thế nào đâu. Cực kỳ nhạy. Đặc điểm thứ tư, để cho chúng ta xem là mình có dấu hiệu bị sự trói buộc về tâm hồn không nhé. Đó là mình mất khả năng tự đưa ra quyết định. Mất khả năng đưa ra quyết định. Ví dụ như mình nuôi một đứa con, nuôi một đứa con trai bao nhiêu yêu thương dồn hết cho nó, thậm chí sức lực tiền bạc đầu tư hết cho con của mình, vì con của mình đẻ ra nó lớn lên đến tuổi cặp kè, nó yêu một cô bé, ngày nó chưa yêu cái cô bé này ấy, thì cái gì nó cũng nói chuyện với bố mẹ. Từ khi nó yêu cô bé này xong tuyệt nhiên không nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ nói cái gì nó không nghe, mà cô kia nói cái gì nó không nghe, bố mẹ bắt đầu đau đầu lắm rồi. Có bất cứ cái việc gì nó cũng hỏi cô bé kia, và cô bé kia chỉ cần nói đồng ý cái là đồng ý theo, mà nói không cái là nó sẽ không theo. Còn mình nói kiểu gì lời của mình trở thành gió bay. Bắt đầu tự nhiên là ông bố và mẹ đấy, nếu không nhận thức ra cái vấn đề một cái trận chiến thuộc linh ấy, thì ông bố mẹ mẹ rất dễ căm thù với cô gái kia. Mày là đứa cướp con trai vào, và có khi lấy con của mình, nó quyết định nó lấy đứa đấy, lấy về rồi nó vẫn giữ cái tinh thần đấy, thì giữa bố mẹ chồng với nàng dâu ấy thì sẽ trở thành kẻ thù với nhau. Mày là cái đứa cướp con của tao. Nhưng chúng ta không hiểu rằng là với những cái cậu con trai như thế là tâm hồn của nó bị ràng buộc quấn quýt với cô gái đó. Cái vấn đề là nếu mà mình không có quấn quýt về phần tâm hồn thì đâu mình có đâu đâu có tiến tới hôn nhân đối với người đấy, có phải không ạ? Đương nhiên là mình quấn quýt tâm hồn với một cái người này thì mình mới muốn lấy làm vợ làm chồng chứ. Và cái người mình muốn, cái người mà mình quấn quýt tâm hồn có thể không phải xinh đẹp bằng cô kia, cái cô mà mình muốn lấy đấy thì có thể xấu hơn cái cô kia rất nhiều, thậm chí là vụng về hơn, nhưng mình vẫn muốn lấy chứ, mình không muốn lấy cái cô xinh đẹp và cô giàu có kia và giỏi giang kia, mình vẫn muốn lấy cái cô xấu hơn này này, vụng về này, bởi vì tâm hồn mình quấn quýt cô đó. Mà khi mình tự quấn quýt tâm hồn thì mình muốn lấy người ta làm vợ làm chồng. Nhưng cái vấn đề là khi cái sự quấn quýt nó đi quá mức độ thì nó có bàn tay của ma quỷ ở trong đó. Thì những cái cậu như thế đấy mất khả năng kiểm soát, mất khả năng tự chủ về mặt tâm trí. Cho nên những cái lúc như thế là lúc mà bố mẹ cần phải chiến trận thuộc linh cho con của mình, để con của mình nó vẫn yêu bình thường nhưng nó không bị mất khả năng kiểm soát về mặt tâm trí. Vì kẻ thù chúng ta không phải là thịt và huyết, mà kẻ thù chúng ta là một thế giới vô hình. Nó yêu mà một khi nó say đắm đến nỗi mà thậm chí nó người yêu nó bảo uống thuốc độc nó cũng uống được. Anh chị em, một khi người ta đã yêu say đắm đến mức độ mất kiểm soát thì uống thuốc độc người ta vẫn uống luôn. Nhưng mà điều đó là bất bình thường, vì cái thế giới tà linh đang kiểm soát trói buộc rất chặt chẽ tâm trí người ta,
Và đôi khi người ta bị lừa dối và tà linh nó lừa dối thì nó có người ta bảo đấy là yêu, nhưng mà thực ra nó không phải yêu, đó là một sự tù túng, một sự trói buộc về phần hồn. Nó chỉ đi quá cái mức độ giới hạn cái là cái thế giới tà linh nó sẽ nhảy vào ngay lập tức. Bây giờ làm thế nào để chúng ta được giải thoát? Đây là cái mấu chốt và cái quan trọng nhất đấy, trước khi chúng ta cầu nguyện. Cách giải thoát sự ràng buộc tâm hồn giữa si chem, đó là si chem phải chết. Một khi anh ta đã cương quyết trói buộc với cô này ấy, thì cái giải pháp là anh ta phải chết. Giải pháp để Saul được tự do ra khỏi sự trói buộc tâm hồn với David đó là gì? Cách Chúa giải thoát cho Saul đó là Saul phải chết. Giải pháp để Amnon không có bị ràng buộc tâm hồn với em gái mình đó là gì? Amnon cũng phải chết. Anh chị em thấy đau đớn không ạ? Không phải tất cả mọi giải pháp đều nhẹ nhàng đâu. Có những giải pháp rất nặng nề, mất mạng, chết đi hết cảm giác yêu thương, hết cảm giác ghen ghét, hết tất cả những cái cảm xúc bình thường đấy của một con người. Bởi vì cái cảm xúc cái bản thân nó trung tính, nhưng một khi ấy, cái luồng gió của ma quỷ mà nó thổi vào ấy, thì nó sẽ bay rất là mạnh. Nếu mà cái luồng gió của thánh linh mà nó vào ấy, thì có thể sẽ treo chiều hướng tích cực và rất tốt. Cho nên tạo một môi trường để con cái của mình được ở trong bầu không khí tục linh, người thân yêu mình ở trong bầu không khí tục linh là rất quan trọng, để cho cái tâm hồn người ta được vương vấn và quấn quýt đối với Chúa, được vương vấn và quấn quýt đối với những bản nhạc thánh ca, với những câu kinh thánh. Nó sẽ tạo cho người ta cái sự cân đối trong mặt cảm xúc. Còn đâu khi mà con cái của mình, người thân của mình rời xa môi trường tục linh thì cái ma quỷ nó sẽ thổi những luồng gió của nó vào và nó sẽ kiểm soát khống chế người thân của chúng ta. Và giải pháp của Chúa đối với David là gì? Ăn năn. Rất tốt, cảm ơn Chúa. Khi David ăn năn thì Chúa lại, cái mối quan hệ bất chính lại trở thành hợp pháp. Ông lấy bà ấy làm vợ. Mặc dù là cái trên đường, cái tiến trình của nó thì rất là đau đớn. Chúa phải cho phép đứa con của David với bà Bathsheba chết đi, để cho nhắc cho ông nhớ rằng là cái điều ông làm là không chấp nhận được. Nhưng cái sự ràng buộc tâm hồn đó Chúa đã cho phép bằng cách là để cho hai người lấy nhau. Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin linh này, hồn và thân cả ba phần. Nguyện xin linh, hồn, thân anh chị em đều được giữ gìn trọn vẹn. Có khi linh hồn của chúng ta thì tốt, nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì bị méo mó, không còn giữ vẹn được để đến ngày gặp Chúa nữa. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu số 5. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Điều này nghĩa là gì? Khi mình phát hiện ra có một cái cảm xúc tiêu cực trong mình, tự nhiên mình ghen ghét mà mình không muốn nữa. Mình cứ nghĩ đấy, ông kia, bà kia là mình bực bội, mình khó chịu, mà bản thân mình không muốn cái cảm xúc đấy. Thì liệu chúng ta có khống chế được nó không? Kinh Thánh nói rằng, Paulo nói là chúng ta có thể bắt tất cả các ý tưởng làm tôi vâng phục Đức Chúa Jesus Christ. Cảm xúc tiêu cực nó có thể đến, nhưng nó có tồn tại hay không, được phép ở bao lâu là do mình. Cảm xúc và những cái ham muốn tình dục với người không phải vợ và chồng nó có thể đến trong tâm trí. Nên tự nhiên nhìn thấy một cô gái hở hang là đàn ông sẽ nổi lòng ham muốn. Nhưng mà nó còn ở lại trong tâm trí mình bao lâu là ở mình. Chứ không nói là ở cái cô đấy, cô tiếp tục ăn mặc hở hang. Mình, Kinh Thánh nói rằng là chúng ta có thể bắt các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Có nghĩa là mọi cái cảm xúc tiêu cực, mọi cái ý tưởng tiêu cực đến trong tâm trí của mình, nói nó trong danh Đức Chúa Giêsu, ta nhận diện ra mày rồi, chấm dứt, đi ra khỏi ta.
Philip đoạn 4 câu số 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Thứ nhất là chúng ta nhận diện chống lại nó, bắt các ý tưởng vâng phục Chúa, và thứ hai là thay thế những cái ý tưởng tiêu cực, những ý tưởng ma quỷ gieo vào gọi lại những cảm xúc tiêu cực chúng ta bằng những điều tốt đẹp của Chúa. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được hết. Hay là cách khác là nếu ma quỷ đã trói buộc chúng ta thì Chúa đã có giải pháp chúng ta được tự do. Những cái quá khứ, những quá trình lớn lên, những lời rủa xả của bố mẹ, của cha ông, của ông chồng, của bà vợ, của anh chị em, của những thầy cô giáo, mình đều có thể được tự do ngày nay trong Chúa Jesus Christ. Những tiếng nói trong đầu như là mày sẽ rốt nát, mày không bao giờ mày thành công được, mày không bao giờ mày được tự do, thì trong danh của Chúa Jesus chúng ta cắt bỏ, dập tắt nó hết, và nói tất cả những ý tưởng này phải phục trước Đấng Christ. Và chúc phước cho bản thân trong danh của Chúa Giêsu, con sẽ suy nghĩ những điều tốt, những điều tích cực, những điều yêu thương, con nghĩ tới người này và nghĩ tới điều tốt về họ. Và Chúa sẽ làm cho chúng ta được tự do. Và chúng ta nhớ một điều này này, nếu tâm hồn, phần hồn của chúng ta mà không được tự do, Thánh Linh của Chúa không thể nào đầy dẫy và vận hành cho chúng ta được đâu. Đừng tưởng anh chị em biết lý thuyết về chín ân tứ Thánh Linh, khao khát Đức Thánh Linh là đã đủ đâu. Nếu như phần tâm hồn của chúng ta, vì cái tâm hồn nó giống như một cái chiếc bình ấy, mà cái bình nó mà nó vẫn đục ấy, thì rất khó để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự tuôn chảy vận hành trong Thánh Linh. Chỉ có thể được tự do và mức độ đầy trọn và mức độ nhiều hơn với điều kiện là cái tâm hồn chúng ta không bị vẩn đục. Vẩn đục ở đây không phải là hãm hại người khác nữa nhé, mà vẩn đục ở trong những cái điều mà tôi đang phân tích thì chúng ta được tự do. Amen. Chúng ta được dạy công việc. Bật nhạc nhẹ. Bây giờ bước đầu tiên, mỗi anh chị em hãy tra xét lại từ bé đến bây giờ có sự ràng buộc tâm hồn nào không, có cái khoảng trống nào mình bị khủng hoảng tinh thần hay không. So firstly, we have to examine from the time you were a small child to now. Is there any time you experienced the collapse in your spirit, in your soul, that bring a great hurt to you, that open the door for the evil spirit to come and conquer and control you? Và công bố sự tha thứ. Nếu mình là con trai mà tiếng nói vong vọng của người mẹ, của người bố, của người ông, người bà rằng mình là giống như đàn bà, thì hãy tha thứ cho người đó để mình được tự do. Nếu có những người trói buộc mình với những cái từ như là vụng về, mày chẳng làm được cái gì cả, tao chán mày lắm rồi, những cái cảm xúc tiêu cực của những người thân đó vây phủ lên tâm trí chúng ta và đeo bám chúng ta đến bây giờ, đây là thời điểm chúng ta công bố sự tha thứ cho những người đó và cắt bỏ tất cả lời đấy. Anh chị em, sau khi chúng ta Thánh Linh của Chúa chỉ ra thì anh chị em phải mở miệng ra để nói nhé, đừng nghĩ ở trong đầu. You've got to open your mouth to confess it, cut it off. Thank you, Jesus. Những ai bị bố mẹ hoặc thầy cô giáo nói với mình những từ như là dốt, mày dốt lắm, mày ngu lắm, nhân danh Chúa Giêsu tha thứ cho những người đó và cắt đứt tất cả lời đó. Đó là sự trói buộc tâm hồn, mình vẫn bị ràng buộc bởi những từ đó. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Kramesh take hele. Orandesh hele. Le grun dren, ushten, lavren, droste, klepe. Badron rande heshte kahe. Thánh linh của Chúa Giêsu Christ xin hãy đến. Đấng nắm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con xin hãy đến. Giúp cho dân sự Ngài được tự do. Giúp cho dân sự Ngài được tự do. Tự do mọi sự khỏi mọi sự trói buộc. Những người phụ nữ nào đã nỡ phá thai và chưa cầu nguyện ăn năn thì cần cầu nguyện ăn năn, và người nào đã cầu nguyện ăn năn, đừng để cho cảm giác mặc cảm tội lỗi còn đeo bám mình. Khi chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ. Đừng để cho cái cảm giác mặc cảm tội lỗi nó kiểm soát. Đôi khi không cẩn thận nó là tiếng nói của ma quỷ đang trói buộc chúng ta đâu. Vì khi chúng ta ăn năn tội lỗi, Chúa tha thứ. Thank you, Jesus. Anh chị em giúp tôi dọn cái ghế lại. Ai cần ngồi thì cứ ngồi, nhưng mà ngồi sát vào tường. Jesus. Chúng ta vui lòng. Chúng ta vui lòng đứng đuôi lên trên đây, vì cái dây micro này không kéo được xuống dưới dài đến kia, cho nên mọi người vui lòng tiến hết lên trên đây, tiến bước lên đây trong khoảng cách dài của dây micro. Dưới kia lên trên nữa đi, lên bước lên trên đây, kéo cái bàn này xuống rồi. Ở bên trên kia cần tiến lui lên trên này. Cần cắt đứt đi. Hãy nhắm mắt lại. Anh em amen với lời cầu nguyện cắt đứt mọi sự ràng buộc tâm hồn. Còn tha thứ là phần anh em, vì đấy là câu chuyện riêng của mỗi một người. Làm theo hướng dẫn của tôi nhé. Anh chị em hãy tưởng tượng một cái kéo. Tưởng tượng ra cái sợi dây kết nối mình đối với cái người đó, hoặc là đối với cái sự kiện đó, đối với tên đó, đối với cái vật dụng đó. Và bây giờ anh chị em cầm kéo lên cắt. Nói nhân danh Chúa Giêsu, ta cắt đứt sự kết nối hồn này. Con được tự do. Trong danh Đức Chúa Giêsu, mọi sự kết nối hồn không tin kính phải bị cắt bỏ. Mọi sự kết nối hồn, mọi sự ràng buộc tâm hồn nào cản trở sự tự do, cản trở sự vận hành của Đức Thánh Linh bị cắt đứt, bị hủy phá trong danh của Đức Chúa Giêsu. Mọi sự kết nối hồn đối với người yêu cũ,
mọi sự kết nối hồn đối với người phối ngẫu cũ bị cắt đứt trong danh của Đức Chúa Giêsu. Mọi sự kết nối hồn đối với những người đã làm tổn thương bị cắt đứt trong danh của Đức Chúa Giêsu. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, tâm trí này được giao nộp cho Chúa, cảm xúc này được giao nộp cho Chúa. Thánh Linh ngày đến ngày kiểm soát tâm trí của chúng con, đầy dẫy cho chúng con cảm giác yêu thương của Ngài, cảm giác ghen ghét của Ngài đến để chúng con yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Trong danh Chúa Giêsu, linh sự chết phải buông ra, ra khỏi những người này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tất cả những lời nói của quá khứ không được phép định hình hiện tại và tương lai của chúng ta. Mọi lời tiêu cực mà người khác nói về chúng ta không được quyền định hình cho hiện tại và tương lai của chúng ta. Lời của Kinh Thánh, lời của Chúa mới là có sức mạnh để định hình cho hiện tại và tương lai của chúng ta. Các quyền lực của bóng tối bị cắt bỏ, bị phá hủy trong danh của Đức Chúa Giêsu. Rồi sau khi cầu nguyện chung như vậy, có người nào mà vẫn còn cảm thấy bị ràng buộc rất mạnh mẽ đối với người mà mình không muốn nghĩ tới? Cái cảm giác sự trói buộc của nó vẫn còn rất mạnh mẽ. Mình cố gắng nhưng mình chưa được. Còn người nào đâu không? Thì anh chị em sẽ cầu nguyện thay cho người đó. Chúng ta có thể tự cắt bỏ mọi cái sự trói buộc hồn đấy, nhưng mình cảm thấy là mình cố gắng rồi nhưng mà vẫn chưa được, có một cái gì đó vẫn níu kéo mình, thì những người khác sẽ thank you, Jesus. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, ta cắt đứt mọi sự kết nối hồn bất kính. Mọi sự kết nối hồn bất kính thì cắt đứt quyền lực của ma quỷ tìm cách để khống chế tâm trí và cảm xúc. Bay ra khỏi mọi tiếng nói của ma quỷ trong tâm trí này, rời xa của người này ngay giờ này trong danh của Chúa Giêsu. Sức mạnh của Ngài đấy. Thần linh sự sống trên này đến. Em đúng rồi. Hallelujah. Thần linh sự sống xin đến đầy đầy. Thần linh sự sống xin đến. Hallelujah. Thần linh sự sống đến. Thánh Linh sự sống xin đến. Tôi nghe thấy một chữ bằng tiếng Anh đó là restore, có nghĩa là phục hồi. Con công bố sự phục hồi và cầu nguyện sự phục hồi trên đời nào. Những gì đã bị phục hồi. Amen. Hallelujah.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tôi nhìn thấy tâm hồn người này rất mỏng manh. Nó mỏng manh là do bố mẹ của người này. Khi một người mà có cái tâm hồn được mô tả như là mỏng manh ấy, thì người đó rất dễ bị tổn thương. Người đó khó có cái sức mà chống đỡ được với những cái sóng gió ở bên ngoài. Mà thường thường, không phải luôn luôn, thường thường cái lỗi là do bố mẹ. Và với những cái người mà có một cái tâm hồn mỏng manh ấy, người đấy lớn lên ấy, rất dễ có cái xu hướng là nương dựa. Điều đầu tiên là nghĩ tìm một người nào đó để mình nhờ cậy và nhân dựa. Nếu khi mới lớn thì rất dễ yêu, rất dễ rơi vào trong tình yêu. Bởi vì tâm hồn nó mỏng manh quá, nó cần một cái sự nương dựa để được sự an toàn. Cho nên nếu như mà không môi trường trong gia đình cực kỳ quan trọng, có thể làm phá hỏng cuộc đời của một đứa con. Có thể tạo một cái nền tảng vững chắc cho đứa con đó, để không có sự hiện diện của bố mẹ thì nó vẫn đứng vững ở trong cuộc đời. Một người lớn lên trong môi trường mà bị bố mẹ chửi rủa nhiều ấy, thì tâm hồn người đó rất mỏng manh. Chúng ta cần được chữa lành. Được chữa lành khỏi tất cả điều này trong danh Chúa Jesus. Chúa có thể xây đắp. Thank you, Jesus. Thần linh sự sống xin hãy đến. Thánh linh sự sống xin hãy đến. Yes, the spirit of life. The spirit of life, come and take control. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Con người nào khác mà thấy mình đã nhân danh Chúa để cắt đứt cái sự kết nối hồn đó, nhưng mà dường như nó vẫn có sức mạnh đeo bám mình, đây sẽ cầu nguyện hỗ trợ. Những người khác sẽ cầu nguyện hỗ trợ. Khi tiến lên trên thì mình không cần cầu nguyện, mình chỉ cần hiệp lòng, những anh em khác sẽ cầu nguyện chúc phước. Vấn đề như này, anh chị em lắng nghe cho nhạc bé hơn một chút xíu. Mình rất thương cái người yêu của mình, nhưng vì lý do nào đó mình không đến được với người đó. Mình đã lấy chồng lấy vợ, cái tình thương đối với người cũ vẫn còn rất nhiều. Nhưng khi mình đã bước vào trong hôn nhân mới, không cho phép cái cảm xúc yêu đương còn tồn tại đối với người cũ. Vì nếu còn cho phép thì tà linh tiếp tục vận hành. Và rồi đến một lúc nào đó, mình, ma quỷ của mình có thể rơi vào trong việc phạm tội đối với người kia. Chúng ta sống không bởi cảm xúc, chúng ta sống bởi lời Chúa. Cảm xúc nó giống như là mây, gió nó thổi về phía nào thì mây nó đi chỗ đấy. Lời Chúa như cái neo để giữ cho chúng ta được đứng vững. Nhưng chúng ta không sống bởi cảm xúc. Ngay cả cái cảm xúc yêu thương của mình ấy, nó có thể pha lẫn. Cho nên chúng ta để cho cảm xúc của mình được chi phối bởi Chúa, và mình cần phải cắt đứt tất cả những cái điều, những cái lời ràng buộc đấy. Chúng ta cầu nguyện cho người đứng ở trên đây ha. Thank you, Jesus. Mọi sự trói buộc bị cắt đứt trong danh Chúa Jesus.
mọi sự trói buộc bị cắt đứt trong danh Chúa Giêsu. Danh Chúa Giêsu. Mọi sự trói buộc và áp chế trên tâm hồn tâm trí này cắt đứt, bị bẻ gãy trong danh của Đức Chúa Giêsu. Nói ra một sự nhân danh Đức Chúa Giêsu, ta cắt đứt mọi sự kết nối hồn với anh gì đọc được anh gì. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, nhân danh Đức Chúa Giêsu, con hồn với người chồng của con, trong danh Đức Chúa Giêsu, ma quỷ rời xa khỏi tâm hồn ta, rời xa khỏi tâm trí ta, không được kiểm soát, không được khống chế, không. Trong danh Chúa Giêsu, Thánh Linh ngài đầy dẫy trên con, ngay giờ này. Thánh Linh của Chúa đầy dẫy tất cả những bàn tay của ma quỷ phải rời bỏ. Thánh Linh đến đầy dẫy. Thánh Linh của Ngài đến đầy dẫy. Linh của sự sống đến đầy dẫy. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Cái lòng mong muốn nó rất là quan trọng. Cái lòng mong muốn nó giống như là chúng ta căng cái buồm lên. Chúa không thể nào mà thổi gió vào con thuyền nếu như mình không căng buồm. Căng buồm là thuộc trách nhiệm của chúng ta. Thổi gió là công việc của Đức Thánh Linh. Lòng mong muốn chính khi chúng ta mong muốn được sự giải cứu, mong muốn được tự do, mong muốn nhận những điều từ nơi Chúa, thì chúng ta đang căng buồm lên để cho Thánh Linh thổi gió của Ngài vào. Nên cái phần của mỗi chúng ta là mở rộng lòng, khao khát được giải cứu, công bố sự giải cứu từ nơi Chúa. Còn này, người nào mà cảm thấy bị trói buộc mà không tự cầu nguyện mà vẫn chưa thấy thoát ra được không? Chị em trong gia đình tôi cũng ông qua đời mà tôi cũng nói là tôi tha thứ rồi, nhưng mà trong lòng thì cũng còn buồn lắm một giấc. Nè, ok, đứng đây mọi người sẽ cầu nguyện. Khi mà quỷ đuổi quỷ ấy, là quỷ ra khỏi, nhưng mà quỷ ra khỏi nhưng không phải là nó bỏ chúng ta. Anh chị em có hiểu không? Đuổi quỷ để quỷ ra khỏi, ra khỏi mình để nó không khống chế mình được. Khi nó ở trong mình thì nó mình mất tự do, nhưng mà khi nó ra không có nghĩa nó bỏ mình đó. Nó vẫn còn mình vẫn thấy tự nhiên là nghĩ đến người đó là vẫn thấy cay đắng, vẫn thấy tức, vẫn thấy bực. Không sao cả. Một khi chúng ta phát hiện dập tắt là ngay lập tức, không cho phép cái cảm xúc. Nếu mà tiếp tục nuôi dưỡng thì đã tạo tiếp tục môi trường, tạo môi trường để mời nó vào rồi. Nó đang chờ trực cởi bên ngoài để mình cho nó đất bước vào mà. Nhưng mà khi nó đang cố gắng tạo ra một vài cảm xúc tiêu cực mà mình đóng lại ngay lập tức thì nó hết. Nó không thể bước vào trong chúng ta được. Cho nên Kinh Thánh Chúa nói rằng là chớ căm giận cho đến mặt trời lặn, không để cho ma quỷ nhân gì. Và khi mình căm giận là mình tạo một trong danh của Chúa Giêsu, tất cả những cảm xúc cay đắng, giận hờn, những cảm xúc tiêu cực phải rời xa khỏi tâm trí và không được khống chế tâm trí này. Thần Chúa đến đầy dẫy, Linh của Đức Giê-hô-va đến đầy dẫy và ngập tràn. Ngập tràn tâm trí này với sự vui mừng và sự an.
những cảm giác linh sự sống linh bình này. Thank you, Jesus. Được giải cứu thì mới về quê để mình sinh. Và đây cũng cứ đau đầu. Và đây cái đau đầu. Ra tay được với chú. Đau đầu, đau bụng đấy chứ. Không cần cầu nguyện nhé, tiến lên trên đây không cần cầu nguyện, chỉ cần nhắm mắt lại, hướng lòng, hiệp ý cùng với mọi người. Còn anh chị em là đã được cầu nguyện tiếng lạ thì khi tiến lên thì không nên cầu, đặc biệt là cầu nguyện tiếng lạ. Đấy là kinh nghiệm của những người cầu nguyện giải cứu đấy. Là khi mình cầu nguyện tiếng lạ thì cản trở cái việc mà tà linh nó xuất ra bên ngoài. Đấy là kinh nghiệm thôi chứ không phải Kinh Thánh nói như thế, thì chúng tôi cũng một phần là cũng tìm cầu nguyện giải cứu nhiều cho nên hướng dẫn anh em lại thì cứ hướng tâm đến Chúa. Mọi linh nào không đến từ Đấng Christ đi ra, mọi linh nào không đến từ Đấng Christ, mọi linh nào không đến từ Chúa Jesus Christ đi ra, bẻ gãy mọi xiềng xích, bẻ gãy mọi xiềng xích trong danh của Đức Chúa Giêsu, bẻ gãy mọi xiềng xích và mọi sự trói buộc trên người này, bẻ gãy mọi xiềng xích và trói buộc buông ra trong danh của Chúa Giêsu. Anh chị em tập trung cầu nguyện này. Mọi linh nào không đến từ Đấng Christ đi ra. Đi ra. Tất cả mọi sự trói buộc bị bẻ gãy hết. Mọi sự trói buộc bị bẻ gãy. Ra lấy cái túi lông, lấy túi lông, đi ra, mọi sự trói buộc, mọi sự trói buộc thì bẻ gãy, đi ra. Tạc linh đang khống chế. Đi ra. Có giấy đây rồi. Anh em hỗ trợ trục xuất các thế lực tạc linh. Đi ra. Đi ra. Ra. Ra trong danh của Chúa Giêsu. Mọi xiềng xích trói buộc bất đất, mọi xiềng xích trói buộc bị bất đất trong Chúa Giêsu. Các dây trói trói buộc và khống chế người này, trói buộc linh hồn xác. Ra. Buông ra hết trong danh của Chúa Giêsu. Đi ra. Mọi linh nào không đến từ Đức Chúa Giêsu đi ra. Đi ra.
ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sự sức giàu bẻ gãy mọi xiềng hung ác. Tất cả những xiềng hung ác trói buộc trên tâm hồn, trói buộc trên tâm trí, đi ra, trói trong thân thể, đi ra. Đi ra. Đi ra hết trong danh của Chúa Jesus. Sự choáng ngợp, bị bẻ gãy, bị vô hiệu hóa. Bất cứ linh nào còn sót lại trong người này đi ra hết. Các tà linh đang khống chế đi ra. Đi ra trong danh của Chúa Jesus. Đi ra. Đi ra. Đi ra hết. Nhưng sức chết đi ra và lệnh sức chết. Các linh của các ngôi mộ, linh của các ngôi mộ đi ra, tà linh vận hành những ngôi mộ đã nhập vào linh này đi ra. Các linh khống chế trên thân thể gây ra bệnh tật đi ra, ra khỏi người này trong bệnh chú ý. Cùng ra trong danh của Chúa Jesus, bẻ gãy mọi xiềng xích, bẻ gãy mọi xiềng xích, ra khỏi người này trong danh của Chúa Jesus, đi ra. Tất cả những dây chói của bệnh tật đều cắt đứt, mọi xiềng xích của bệnh tật, những sự khống chế ở trên gan, trên máu, trên các cơ quan hệ thần, đều ra trong danh Chúa Jesus. Mọi sự khống chế, mọi sự khống chế trên các cơ quan nội tạng, mọi sự khống chế trên các chi thể buông ra. Linh sự sống xin đến, còn con cầu nguyện khai phóng thần linh sự sống. Thank you, Jesus. The spirit of life, let the spirit of life come and flow. Ma quỷ không được kiểm soát trên phần hồn của người này, tâm trí và cảm xúc này giao nộp của thánh linh kiểm soát.
linh sức sống này đến phá vỡ tất cả những xiềng xích và mọi sự áp chế. Mọi xiềng xích và mọi sự áp chế ra khỏi người này. Mọi xiềng xích và sự khi tôi đặt tay hoặc là tôi thổi hoặc là bất cứ một cái động tác nào đến trên một người là truyền tải sự sức giàu và truyền tải sự sống của Chúa cho người đó. Chúa cần có một kênh. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đồ, Chúa nói rằng hãy đi đặt tay trên kẻ đau để kẻ đau được lành. Tại sao đặt tay kẻ đau lại được lành? Được lành có phải do đặt tay hay không? Và là đặt tay hay là do cái gì? Việc đặt tay là kết nối giữa Chúa với người đó qua một khâu trung gian. Nên khi tôi đặt tay đấy là đặt kết nối, tôi là khâu trung để năng quyền sự sức dầu của Chúa động trạng em sự chữa lành và sự giải phóng. Và lời cầu nguyện của anh em cũng là cộng tác vào cái điều này để giải phóng và đem lại sự sống cho anh chị em chúng ta. Để tập trung cầu nguyện cho hai người trên. Thank you Jesus. Thánh Linh sự sống xin đến đầy dẫy. Sự hiện diện của Chúa đầy dẫy trên căn phòng này. Sự hiện diện và vinh quang của Ngài đang đầy dẫy trên căn phòng này. Ngài đang vận hành. Yes, Jesus. Thánh Linh sự sống xin hãy đến. Thánh Linh sự sống xin hãy đến. Thank you, Jesus. Có thể khi tôi đặt tay, tôi không nói lời gì, không cầu nguyện là gì, nhưng mà Ngài đang tác động sự sống. Có những cái của Chúa còn làm quá cả lời mà tôi cầu nguyện. Chúng ta mong đợi nơi Chúa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship Jesus. Thank you, Jesus. We live life. Ân điển của Chúa đến trên thai nhi này trong danh của Chúa Giêsu. Ngài vây phủ thai nhi này với ân điển và vinh quang của Ngài. Tôi nhận được một từ nơi Chúa cho thai nhi, đó là ân điển. Ân điển. Ân điển của Ngài được khai phóng. Đây là nam anh đúng. Chúng ta cầu nguyện cho mẹ và cho bé. Ai có lời tiên tri được khai phóng. Thank you. Nguyện cho Đức Giê-hô-va, cho bé Đức Giê-hô-va. Linh của Đức Giê-hô-va đến và ban cho cháu sự nhận biết Ngài, nghe được tiếng nói của Chúa từ khi còn bé và trở thành tiên tri cho Israel. Ân điển của Ngài vây phủ cuộc đời của cháu bé. Thank you Jesus. Cháu có tên chưa? Bố mẹ đặt tên cho cháu chưa? Anh gì? Anh Ray. Anh Ray. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài.
một chuyện sự. Có ai có lời khôn ngoan tri thức, lời tiên tri gì cho cháu bé? Tôi nhận điều là ân điển, cháu sẽ lớn lên trong ân điển của chú. Ân điển rất là quan trọng, có nghĩa là mình dù mình không xứng đáng. Ví dụ như là bố mẹ không có điều kiện để cho con học trường tốt nhất, nhưng Chúa lại vì ân điển mà cho cháu được học trường tốt. Bố mẹ không có điều kiện cho con đi học nhạc, nhưng mà con lại chơi nhạc rất giỏi. Đó là ân điển. Ân điển là lệ thuộc vào sự ban phước từ nơi Ngài, chứ không lệ thuộc vào những gì bố mẹ có. Chúa sẽ đối đãi với cuộc đời của cháu trong ân điển của Ngài, chứ không phải dựa trên những gì bố mẹ có. Trong danh của Đức Sơ Va, Ngài ban ơn, Ngài gìn giữ, ban sự nhận biết Ngài, đầy dẫy Thánh Linh trên cháu từ trong bụng mẹ, trong danh Đức Sơ. Do you have any prayer request? What do you want to pray for? All right. On the bad spirit. Bad spirit of illness. Of what? Illness. Disease. Disease. Illness. Yeah, I've been itching. I've been sick. Ah. For 13 years. 13 years. 13. Yes. What kind of sickness? Cũng bị đau khắp người 13 năm rồi. Đau khắp người là hay ốm, sức đề kháng kém, hay ốm đau tai. Do you have any sins that need to repent? You have to repent. And have you made decision to leave the sins already or not yet? Yes. Already? Not ready. Already. Now no more? Before coming here? No more? No more living in sin? Okay. Where are you from? Canada. Okay. That cầu nguyện cho anh nhé. Let's focus on the Lord. He's here. Our living Jesus is here. Thank you, Jesus. The impartation of the anointing of God come to this body. Holy Spirit, in Jesus' name. The spirit of sickness, Jesus, this pain you have to live right now. The sin has been forgiven by the repentance and the blood of Jesus. Come. Thank you, Jesus. Just stay there in the presence of the Lord. Hallelujah. I see in my spirit you're wearing a crown. Is that the picture of pride? You're proud about something.
proud of yourself, whatever it is. If there is a need to take it and put Jesus on your head. Jesus, and I work the spirit apart. Any spirit that is not from the Lord, get out of this man. Come. The spirit of life, come in Jesus' name. The spirit of life, come. Thank you, Jesus. Trước kia tôi có cầu nguyện giải cứu cho một người mấy lần ra khỏi tà linh và đồng thời là linh bệnh tật. Khi tà linh nó vào thì kéo theo linh bệnh tật. Nhưng mà thời gian gần đây thì tự nhiên cậu ấy liên lạc với tôi. Hồi xưa cầu nguyện nó con chết mất. Ma quỷ nó bóp cổ con không thở được. Nằm trên đấy không thở được. Mà tôi hỏi là có phạm tội hay không, mà có phạm tội là làm. Phải ăn năn. Khi ăn năn tôi cầu nguyện. Vừa cầu nguyện xong cái là tà linh nó rời, thở lại được bình thường. Phải bình thường cho rất nhiều bệnh tật liên quan đến tà linh. Khi mình phạm tội là mình mở cánh cửa để tà linh nó vào và nó có thể bóp nghẹt cái sức sống của mình. Sự thánh khiết giúp cho chúng ta được an toàn. Chúng ta phải liên tục ở trong sự thánh khiết. We are always to stay in purity. That is the way that we can protect ourselves. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray for the new grace of the Lord to be released upon him. The grace from above. The grace from our Father, Jesus Christ. And Holy Spirit come upon him. And that grace to enable him to stay strong and stand firm. In the name of Jesus, I pray for the circulation of the blood. Let it circulate. Let it be circulated well in Jesus' name. I say to the blood, I say to all the organs for the restoration and for the blessings of the Lord. You have intestine problems, haven't you? I say to the disorder of this digestion process. You have to come to order. I say to the healing upon the digestion. I bless intestine system in Jesus' name. The restoration, the healing. I can feel the anointing come running over the intestines. Yes, flow in Jesus' name. Jesus, open your eyes. Do you feel anything new or strange after praying? You feel what? Energy. Ah, thank God. Light. Light.
Anh cảm thấy có thêm năng lượng, cảm thấy nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Đấy nhé. Có ai đặc biệt cần cầu nguyện nữa không? Nếu không thì để ngày mai học. Thì bây giờ 9 giờ. Đến đây nó đau á? À? Ở nhà không đau, cứ đến đây đau. Đau ở đâu? Đau ngang lưng. Đau là ngang lưng. Nhưng mà anh bị bệnh đau lưng phải không? Trước thì nó cũng vẫn thỉnh thoảng. Ok, người cuối cùng anh chị em cầu nguyện cho người này nhé. Sao? Thế nào? Bao lâu đau một lần? Bao lâu một lần? Con giơ tay, con nhắm mắt lại, con thành con không nhận lời đâu nhé. Con mở con giơ tay hướng về Chúa. Con đọc này. Thank you, Lord. Thank you, Father. Sự chết hình dẫn tại đối với ta đi ra mọi sự khống chế trên đường ruột trên cơ thể đi ra mọi sự khống chế bàn tay mà bị khống chế trên hệ thống đường ruột trên bụng này đi ra đồng danh với Chúa Giêsu sức giàu này đến sự sức giàu đến trên phần bụng này làm sự chữa lành mọi sự đau đớn phải rời ra khỏi cơ thể hai phòng sự chữa lành đồng danh Chúa Giêsu Amen. Nào. Con còn đau không? Lúc nãy có đau không? Thỉnh thoảng có đau. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện kết thúc rồi thông công với nhau. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.